Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, một cơn bão mới, tên quốc tế là Bolaven, đã hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở gần nơi mà cơn bão số 4 nu xuất phát. Đường đi ban đầu của bão Bolaven gần giống với bão nu nhưng sau đó được dự báo sẽ có sự thay đổi. Đáng chú ý là bão Bolaven được dự báo sẽ trở thành siêu bão, sau đó còn có sự phát triển rất khó lường. áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở gần nơi mà cơn bão số 4 bão Conu hình thành giờ đã trở thành bão, được đặt tên là bão Bolaven, ở Nhật Bản là cơn bão số 15. Hiện cơn bão này có sức gió 100 km/h, đang di chuyển theo hướng tây, tây bắc, gần giống đường đi ban đầu của cơn bão số 4. Vào sáng 9 tháng 10, cơ quan khí tượng Philippines PAGASA cho biết, họ đang theo dõi bão Bolaven. Nếu bão Bolaven đi tiếp về hướng tây như cơn bão số 4 thì nó sẽ hướng về phía Philippines. Tuy nhiên, từ hôm nay đến ngày mai, bão Bolaven được dự báo sẽ di chuyển trách lên phía Bắc, nên có thể Philippines sẽ không bị ảnh hưởng. Thực tế, đối với các cơ quan khí tượng, điều đáng quan tâm nhất ở bão Bolaven không phải là việc nó đổ bộ vào đâu. Theo dự báo hiện tại thì có thể bão Bolaven không đổ bộ, mà là diễn biến khá lạ lùng của nó. Do đang có điều kiện tốt để tăng cường độ nhanh, nên bão Bolaven được cho là sẽ đạt đến cấp siêu bão, sức gió 240 km h ngay vào thứ Năm, ngày 12 tháng 10, Lúc đó nó đang đi theo hướng Bắc về phía Nhật Bản. Tuy nhiên, rất có thể siêu bão Bolaven sẽ không tiến đến Nhật Bản mà tiếp tục đổi hướng đi lên phía Bắc Đông Bắc. Đây là khi cơn bão này được dự báo sẽ trở thành xoáy thuận ngoài nhiệt đới. Xoáy thuận ngoài nhiệt đới cực kỳ khó dự báo vì nó có thể gây ra bất kỳ thứ gì, từ mây mù và mưa nhẹ đến gió lớn, rông bão, bão tuyết, lốc xoáy. Không những vậy còn gây ra những thay đổi rất nhanh. Vì vậy, các chuyên gia khí tượng hy vọng bão Bolaven sẽ chỉ đi trên biển mà không hướng tới quốc gia nào. Và sáng 9 tháng 10, Trung tâm Thông tin Liên hợp ở đảo Guam, nơi bão Bolaven có thể đi qua hoặc đến gần, đã cảnh báo không nên đánh giá thấp bão Bolaven vì đây là cơn bão khó lường, người dân cần chuẩn bị phòng chống bão. Bão số 4 đã giảm cấp, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km h Dự báo đến ngày 10 tháng 10, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vị bắc, 112,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Đến 1 giờ ngày mùng 10 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí bão trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ bão mạnh cấp 6 giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày mùng 10 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ từ 10 đến 15 km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp, vị trí trên khu vực đảo Hải Nam, cường độ bão dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 1 đến 2 mét, vùng gần tâm báo sóng cao từ 2 đến 4 mét. Từ sáng 10 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ sóng cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, đêm mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trên đất liền, ngày mùng 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ còn khu vực trung và nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ từ chiều tối mùng 9 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 10 có mưa sao và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm có nơi trên 100 mm cảnh báo từ khoảng đêm mùng 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 ở khu vực từ thanh hóa đến quảng trị có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cũng liên quan đến tình hình thời tiết, dự báo từ đêm mùng 10 tháng 10, các tỉnh miền Trung đón một đợt mưa lớn diện rộng, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo từ khoảng đêm mùng 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi. Nhận định xa hơn, khoảng ngày 14 đến ngày 19 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục đón mưa vừa, cục bộ có mưa to và rải rác có rông. Tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 10, khu vực Tây Bắc Bộ khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều và tối. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Giai đoạn từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hoàn lưu báo số 4 ở ven biển khu vực Hồng Kông và Dương Giang Trung Quốc đang chứa một lượng mây ẩm rất lớn. Lượng mây ẩm này sẽ di chuyển theo hướng đông bắc về phía bắc trung bộ của Việt Nam trong những ngày tới. Thêm vào đó, mây ẩm liên tục phát triển trên biển Đông ở khu vực vĩ tuyến 14 trở lên phía bắc và di chuyển theo hướng tây tây bắc và không loại trừ khả năng có thể hình thành áp thấp nhiệt đới gần bờ giai đoạn từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10. Khi hai đới gió ẩm này hội tụ ở ven biển miền Trung sẽ gây mưa lớn dài ngày trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 10 đến 20 tháng 10 và thậm chí có thể kéo dài lâu hơn. Hình thái mưa theo kiểu cuốn chiếu từ phía Nam Trung Bộ khu vực Quảng Ngãi dịch chuyển về phía Bắc. Đợt mưa này có thể kéo dài với lượng mưa lớn và có sự lặp lại quay vòng nên người dân cần theo dõi các bản tin dự báo để có kế hoạch ứng phó và không bất ngờ khi mưa lớn xảy ra. Lưu ý bà con ở vùng thấp trũng cần có kế hoạch bảo vệ tài sản có giá trị như xe ô tô, xe máy, các công trình, các thiết bị điện điện tử trong nhà. Mùa mưa bão đã đến với cường độ lớn và phức tạp. Bà con miền Trung cần chủ động đưa ra các biện pháp để phòng bão, tránh ra khơi vào thời điểm này để hạn chế tối đa những thiệt hại về người. Tất cả những tin tức mới nhất về cơn bão mới này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.